À, xin chào cả nhà trở lại kênh của Tính Mộc TV. À, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. À, thì đàn cuốn của mình là sáng vui vẻ chơi đùa giỡn với nhau kìa. À. Còn hôm nay mình cho đàn cuốn con tẩy rua rua sáng cả nhà ơi. À, thì hôm nay là được 33 ngày rồi. Ủa thằng đội đỏ nó phóng ra ngoài kìa. Thằng đội đỏ nó mạnh khỏe lắm nên nó chèo ra cái một à. Đó là la chuẩn bị phóng rồi nữa nè. Ngoan. Ngoan. Đó. ơi phóng lên hai tay gồng rồi làm đi chơi thể thao rồi đó. Đó bây giờ mình sẽ tẩy cho mình bơm vô miếng này vô mỗi đứa 1 c, cái ống này là 3 c, mỗi ống 1 c để tẩy luôn này của bác sĩ bà. Ở nhà mấy đứa nó 8 đứa xỉu luôn. Ngon không? Nó chảy tùm lum luôn. Còn miếng nữa. Ngon. Rồi. Đếm vô cho hết nha. Ủa phùng nha. Một đứa. Ôi này, sáng. Sáng bụng đứa nào tôi thấy ghê không? Miếng này còn miếng nữa. Rồi, hai đứa. Đi chơi đây. Giờ nó lì hết rồi, nó chèo ra cái một hết cả nhà. Cái tham này cao cao chứ không ăn nhầm gì tụi nó đó. Nửa đêm la lại sớm rồi. Mẹ thì phóng vô. Còn tụi nó thì phóng ra. À được. Đây là quầy sữa chuột. Ngon.
ngon lành. Rồi tới thằng này bị nhiễu ngay mặt. Đổ vô. Rồi. Còn thằng này. Nhốt vô. Rồi. Còn thằng cuối cùng. Thằng xá xị. Nhốt vô. Xong. Tám đứa. Hello. Đầu đỏ nè. Đầu đỏ nè. Đồ đen với coca đang cắn nhau. Đi ra. Trà sữa thì đi vòng vòng. Đi ra hết coi. Còn Pepsi với đậu đỏ thì đứng xung quanh cái chân. Còn thấy bình thì ở đây. Tiêu chứ có ai đâu, có ai đâu cũng sủa nữa. Ê, sói, em con. Thôi xin dừng video tại đây. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like nha.